khoan, chờ đã. Sắp có phim để xem. Để xem thế nào đã. Bình tĩnh. Tính ra thủ của hai cô gái mà cũng khá đó. Ví của anh nè. Cảm ơn cô. Không có chi. Thời buổi bây giờ người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Mà nhìn cái bộ dạng này chắc là nhà công tử rồi. Lần sau ra đường nhớ cẩn thận hơn. Tôi luôn cần những người tốt như cô bên cạnh. Nếu cô có nhà ý làm việc cho tôi luôn sẵn sàng chào đón. Cảm ơn chị. Và đây là chút lòng thành của tôi. Nhận đi, trong đó có cặp visit của tôi, có địa chỉ công ty của tôi. Cô có thể tìm tôi ở đó. Tôi sẵn sàng chào đón cô bất cứ lúc nào. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tốt, và bây giờ thì tôi xin phép, tôi có việc, tôi phải đi trước. Chào cô. Ơi, mình phát tài rồi. Phi vụ ngày mai tuyệt đối với thành công, không bỏ sót một ai. Dạ anh,
mới lô hàng mình giao đâu anh? Tôi luôn tin tưởng cách làm việc của anh. Tôi giao hết cho anh đó. Trời ơi, cảm ơn anh tin tưởng em. Anh tin tưởng em rồi thì em không để anh bất an đâu. Vẫn là chú hiểu ý anh nhất. Anh ơi, như mỗi khi nha, em tới mình, anh thấy sao? Thời gian, địa điểm, tôi giao hết cho anh vậy. Vậy nha. Dạ, 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 dạ. Mày định chơi tao? Chào anh Hào. Đúng phong cách đàn anh, rất đúng giờ. Tôi nói cho anh biết, tôi rất là quan trọng về vấn đề thời gian. Cái gì vậy? Ôi, mấy đàn em quên đâu. Trời ơi, gì vậy? Anh đã chơi đẹp với tôi, anh tới đây chỉ một mình thì tôi cũng phải chơi đẹp lại với anh. Chúng ta có qua có lại, mới tội lòng nhau. Đúng phong cách đàn anh, rất đúng giờ, tôi thích cái chuyện đó. Chúng ta ra xã hội, việc chúng ta cần làm là cái gì? Uy tín và thời gian là yếu tố giúp ta thành công. Hay, hay lắm. Nói chuyện rất hay, rất chuyên nghiệp. À thôi, giờ mình vào vấn đề đi. Giờ tôi đưa hàng, anh đưa tiền, thế là xong, giao dịch kết thúc. Đừng có vội vàng, bắt phải giấy. Gì vậy? Tiền của anh Sơn. Vậy là sao? Anh ngạc nhiên lắm à. Tiền của anh cần, đây là tiền. Vậy là sao? Anh chơi khâm được à? Ai chơi ai? Đây là tiền, đốt đi có thể xài được mà. Anh sao vậy? Anh ngạc nhiên lắm à. Từ từ đã, tôi sẽ cho anh gặp một người xem có quen không. Có ngạc nhiên không? Số mày to lắm. Có bất ngờ không? Hành động chưa? Sao lâu vậy? Mày đợi đi. Mày chưa chết thì làm sao mà tao chết được. Hôm nay tao sẽ cho tụi bay chết chung. Hành động. Bỏ xuống xuống. Còn kia nữa. Bỏ xuống. Dạ. Đâu rồi? Tụi mày đâu hết rồi? Hả? Đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Bây giờ anh đã hiểu ý nghĩa của cái ba ly tiền đó chưa? Hay. Đốt đi có thể xài được á. Quá hay. Chim cành cao chim hót rất hay. Tụi bay. Tụi bay. Bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Anh thả cho anh ra. Chúng ta có thể thương lượng. Không được. Ok. Mày tưởng tao ngu à. Anh thả cho anh ra. Tôi bảo đảm nha, anh sẽ được an toàn rồi khỏi nơi này. Không được. Mọi người, không được để cho nó thoát. Không được, chị sẽ cứu em. Nếu anh để cho cô ấy an toàn, tôi sẽ cho anh ra khỏi nơi này một cách an toàn nhất. Không được, không được để cho nó thoát. Bình tĩnh. Nhưng mà cố gắng lên em sẽ không sao đâu mà ha. Có thiệt là em không sao không chị? Thiệt mà, em cố gắng lên. Nhưng mà em hơi đau khỏi. Chị lên chị. Em sao không sao mà cố gắng lên. Gọi cấp cứu đi.
cần đâu chị, không kịp nữa đâu. Nhung! Nhung mà, Nhung, Nhung mà, Nhung, em đừng có ngủ nữa mà. Đứng dậy với chị Nhung. Nhung. Chị Long, chạy đi, chị Long.